Em ăn đi. Welcome to chợ đêm. Các bạn bây giờ có biết tên của em hiện tại ở đâu? Các bạn có biết đây là chỗ ở đâu? Chính là Steph và Emmett đến cái thủ đô đầu tiên của Việt Nam, chính là ở thành phố Huế. Steph và Emmett đang ở Hội An. Hội An là rất là đẹp và rất đẹp, và mình đi buổi tối. Buổi sáng mình đã đi Huế, còn buổi trưa mình đã đăng ký cái cuộc thi Steph và Emmett. Ngày mai sẽ chạy vào bơi. Còn bây giờ mình đi mùa sáng và mình đi xung quanh khám phá Hội An ở Việt Nam. Hội An đây là một trong thành phố đẹp nhất. Hai con có thích không? Xung quanh mình có quá nhiều khách du lịch, có rất nhiều người Việt, có rất nhiều người Trung Quốc. Mình nghe các giọng trên thế giới, cả tiếng Pháp, tiếng Đức và tiếng Hà Lan. Rất hay. Ôi, Steffi rất thích ở đây. Steffi thích cái gì? Steffi thích tất cả. Chắc là Steffi thích nhất cái đèn ở đây đúng không? Có quá nhiều màu. Steffi và Emmett đã sợ cái dragonfly. Nó đã đây, nó đã bay. Đừng sợ, cái này là đồ chơi thôi nhá. Nó bay cho nó thích nhá. Không sợ nhá. Hay con có muốn mua gì không? Có. Muốn mua gì? Đồ ăn. Emmett chỉ suy nghĩ đơn về đồ ăn thôi. Steffi hỏi cái này làm từ cái gì? Đường ở đây nó khác với đường thường như thế nào? Ở đây rất nhiều người. Và rất nhiều đèn. Có rất nhiều đèn. Và trên phố này không được đi bằng xe ô tô hoặc là đi bằng xe máy. Đây là gọi là đường đi bộ. Có cái đèn truyền thống, chính xác. Steffi, ở đây có rất nhiều đèn. Nếu mà hay còn thế thì các cửa hàng ở đây nó giống như là phố cổ ở Hà Nội, đặc trưng của Hội An. Welcome to the night market. Welcome to chợ đêm. Và ở đây thực ra có rất nhiều người. Đó là lần đầu tiên chắc là Steffi đi chợ đêm. Steffi, how are you doing? What did you like? Cửa hàng này nó bán giày, bán da. Hai con xem ở đây có rất nhiều bức tranh, chắc là đây là artist. Đẹp không? Ôi. Con muốn mua cái gì đó. Nhà hàng tôi rất đẹp. Mình tưởng tại sao không có cái nơi như này ở Sài Gòn hoặc là ở Hà Nội. Không biết. Em bị làm sao? Em bị mệt rồi à? Ở đây có rất nhiều nhà hàng và có một số nhà hàng rất lạ. Mình có thể ăn uống và làm massage, đồng thời làm massage. Hai con thích ăn món ăn gì? Chảo Á, chảo Phi. Thích Paris. Đồ ăn của Pháp được không? Em bị say mê về đồ ăn của Pháp. Đây là giống như là Disneyland của chảo Á. Có rất nhiều đèn, có rất nhiều màu, có rất nhiều đồ ăn. Bố có thích ở đây không? Ồ, thực ra thì bố rất thích ở đây. Bố có thể nói là rất là romantic. Nhưng mà bố không thích ở đây một điều là khi nào mình đi bộ mỗi 10 mét thì có một người hỏi mua cái này, mua cái kia, đi thuê, đi mua cái bia, đi mua cái này, đi massage. Mình chẳng cần massage, mình toàn cần đi bộ thôi, đi xem xung quanh.
ngắm cảnh đúng không? Mình gần như là bị lạc trong cái nơi này vì là có quá nhiều khách du lịch. Và bố muốn hỏi bây giờ thầy bé này, Stephen ơi, mình có muốn ăn gì đó không? Bố đã thấy ở Hội An có rất nhiều đặc cái món ăn đặc biệt hoặc là đồ ăn gì đó. Bên kia có cái sông, bên kia có rất nhiều tàu, có nhạc sống. Thì mình xem bên kia có ăn gì hoặc là có uống gì nhé. Yeah. Hey, mình đã đi bộ rất nhiều và cuối cùng mình đến một nhà hàng của ăn đồ. Và mình sẽ ăn các đồ ăn rất đặc biệt ở đây. Đây là trên tố với rất nhiều quả. À, rất nhiều hoa quả, nó thấp cảm. Được không? Không thích. Thế thôi, con ăn cái sốt này. Hai con bây giờ ăn thử. Ở đây là fish curry, tức là cá curry. Cái này là chicken curry, chicken masala. Và bên kia có ba loại bánh của Ấn Độ. Cái là ăn bánh gì đó, bộ không nhớ. Và cái kia là đô sợ bánh rất dài. Rất hay. Hai con bây giờ ăn thử nha. Và nói cho các bạn bên kia, các bạn muốn xem video này, nó có ngon không? Nó có cay không? Bố chưa bao giờ ăn cái này, mình bố cũng sẽ ăn thử cùng hai con. Cái này là có cái sốt dừa. Cái này rất mềm. Cái vị của nó rất hay. Bố đã suy nghĩ nó rất là cay. Nhưng mà cái này rất ngon. Cái chicken masala ngon không? Ngon nhưng mà nó cay chút xíu. Con ăn với bánh. Thử ăn với bánh này. Em đi ăn với bánh. À, bánh cái dosa. À, cả bánh dosa có cái bà sốt. Rất ngon. Thế. Và rất mềm. Mềm. Cái này là curry, chicken curry. Mình ăn thử. Nó là khác. Thực sự rất là ngon đúng không? Nó khác cái sốt mình thường ăn. Đúng là cái vị của Ấn Độ rất khác. Con Stephen ăn thử cái bánh này nhé. Cái như là cái này với garlic, với tỏi. Bánh với tỏi. Stephen ăn cái này như là một pizza. Mình suy nghĩ đây là pizza Ấn Độ. Ăn đi. Con ăn thử nhá. Em có ăn cái bánh với tỏi. Con ăn thử đi. Nói cho các bạn, có ngon không? Có cần đến cái nhà hàng Ấn Độ không? Ngon. Hơi cay đúng không? Vì là có rất nhiều tỏi. Nó khác cái garlic bread. Nhưng mà bố rất thích. Rất ít khi ăn cái đồ ăn rồi nhưng mà cái này rất ngon. Các bạn ơi, ở đây hơi bị màu đỏ. Vì là toàn xung quanh có đen đỏ. Sẽ phải lấy cả miệng to. Rồi, một cái cho các bạn nhé. Các bạn lấy đi. Các bạn có biết ai đang quay video? Mình có thể chăm vào sốt curry. Hoặc là sốt này. Nhà mình thích ăn đô sơ đúng không? Đúng. Mình lấy cái này. Đô sơ nó có ba sốt. Và chắc là sốt nào đều cay. Bây giờ mình làm thử thách. Em ăn sốt này, Stephen ăn sốt này. Và mình xem ai đầu tiên sẽ uống nước nhé. Nhưng mà hai con đúng phải chăm vào sốt này. Em lấy đi. Và bây giờ chăm cần nhiều cần tốt. Nhiều. Không, làm như này. Đấy, và ăn đi. Đây là thử thách. Stephen ăn đi, đừng sợ. Uống nước thì không sao. Mình chịu, không, ăn từ bên này. Thử đi. Thế nào em? Không cay. Em muốn khát nước được không? Thế phải ăn uống nước không? Nó không cay. Bây giờ bạn John muốn nói cho các người Hội An. Thực sự mình rất là thích Hội An, Hội An là rất là đẹp. Con ăn thử đi. Chăm bỏ đây cái sốt này. Nhưng mà khi nào mình đã đi qua cầu bên kia, mình thấy rất là khó chịu. Tại sao? Vì là mọi người cứ... Mình đã đi bộ khoảng 15 phút mà hơn 100 lần người ta hỏi mình cái take boat,
mình cũng là nghe rất là khó, nhưng mà tại sao mình hiểu là các bạn phải nói là would you like to take a boat tour? Còn take boat là cúi xuống, cúi xuống. Để nói như này. Và một cho một like to đúng to béo. Can I try? Yes. No, I'm afraid it's gonna fall down.